ngay từ khi xây dựng. Thông tin trên được đại tá Nguyễn Quang Nhật, trưởng phòng tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, cục cảnh sát giao thông bộ Công an, nêu tại hội thảo công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc, thực trạng và giải pháp vào sáng ngày 19 tháng 3. Theo đại tá Nhật, hiện nay còn tồn tại nhiều vấn đề bất cập trong quy hoạch xây dựng, quản lý bảo trì đường cao tốc, gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác bảo đảm an toàn giao thông các tuyến cao tốc liên tục xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng do chưa bảo đảm các tiêu chuẩn an toàn đường cao tốc ngay từ khi xây dựng như chưa có trạm dừng nghỉ cho lái xe, không có giải phân cách cứng, không có làn dừng xe khẩn cấp hoặc có nhưng chưa đảm bảo bề rộng tiêu chuẩn, không đảm bảo hệ thống chiếu sáng ban đêm, tầm nhìn hạn chế, vân vân. Đại tá Nguyễn Quang Nhật thông tin, năm 2023, Cục Cảnh sát Giao thông phát hiện 132 mục bất hợp lý về tổ chức giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc, trong đó nổi lên những bất hợp lý chưa được khắc phục. Sau khi xảy ra một số vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên tuyến cao tốc Cam Lộ La Sơn, nội bài Lào Cai, Cục Cảnh sát Giao thông Tham mưu Bộ Công an chỉ đạo ra soát lại toàn bộ các kiến nghị chưa được khắc phục và các bất hợp lý phát sinh mới. Đại diện Cục Cảnh sát Giao thông chỉ ra những kiến nghị cần khắc phục như tổ chức giao thông trên các tuyến còn nhiều tồn tại, xuất hiện tình trạng mở nhiều đêm mở cho phương tiện đi thẳng vào tuyến cao tốc Hà Nội-Lào Cai. Hệ thống hàng rào lưới thép còn nhiều vị trí chưa khép kín, thiếu người trực chốt, gác nên người dân vẫn có thể tự ý đi bộ, điều khiển xe máy, xe ba gác vào tuyến cao tốc xúc vật đi trên cao tốc. Tồn tại này xuất hiện trên các tuyến cao tốc Hà Nội, Thái Nguyên, Trung Lương, Mỹ Thuận, Hạ Long, Vân Đồn, Vĩnh Hảo, Phan Thiết, Dầu Dây. Tại tuyến Pháp Vân, Mai Sơn, Hà Nội, Lào Cai, Hà Nội, Thái Nguyên xảy ra tình trạng cắt rào, treo lên đường cao tốc để đón xe khách. Một số tuyến vừa khai thác hoạt động giao thông vừa thi công, thậm chí còn tháo rỡ hộ lan để phương tiện chở vật liệu đi từ cao tốc xuống đường gom, thi công đường gom, gây bụi làm cản trở, che khuất tầm nhìn của lái xe như tuyến Nha Trang, Cam Lâm. Cá biệt, ông Nhật còn dẫn ra ví dụ tuyến cao tốc bị ngập sâu do mưa, làm phương tiện không lưu thông được, gây ùn tắc giao thông kéo dài. Một số tuyến đường trong quá trình khai thác sử dụng, chất lượng bị xuống cấp, mặt đường hằn lún, sập lún tại các mố của hầm, cầu, lưu thông không êm thuận, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông nhưng chậm trễ trong việc khắc phục sửa chữa. Tình trạng này xảy ra trên các tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, Hà Nội Lào Cai, Hà Nội Thái Nguyên. Ngoài ra, một số tuyến cao tốc thiếu hệ thống chiếu sáng, sóng điện thoại. Riêng tuyến Hà Nội Lào Cai, sau thời gian dài khai thác thu phí từ năm 2014, mặc dù lưu lượng tăng cao, xảy ra nhiều vụ tai nạn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhưng tuyến này vẫn chưa được đầu tư mở rộng lên 4 tới 6 làn xe theo đúng phê duyệt. Đại tá Nhật cho hay, đối với những đoạn tuyến không có giải phân cách cứng ở giữa, không có làn dừng khẩn cấp, luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Khi xảy ra tai nạn thường đặc biệt nghiêm trọng, tuyến Cam Lộ La Sơn, đoạn tuyến Yên Bái Lào Cai những tuyến không có làn dừng khẩn cấp khi xảy ra sự cố tai nạn giao thông thì lực lượng chức năng khó tiếp cận điểm xảy ra vụ việc để xử lý ngay, nguy cơ cao gây tai nạn liên hoàn và un tắc kéo dài. Đại tá Nguyễn Quang Nhật chỉ ra thêm, hiện nay các tuyến cao tốc đều chưa hoàn thiện hệ thống đường gom, cầu, hầm dân sinh, ví dụ như Nội Bài Lào Cai, Hà Nội Bắc Giang, Lạng Sơn, Hà Nội Thái Nguyên, Hà Nội Móng Cái, Đặc biệt, đối với tất cả các tuyến trong giai đoạn phân kỳ còn lại chưa thực hiện, dẫn đến việc người dân sinh sống sát cao tốc, không đi lại được, bắt buộc cắt hàng rào để đi vào cao tốc. Riêng đối với một số tuyến cao tốc do phòng cảnh sát giao thông địa phương đang quản lý, cũng tồn tại một số những bất cập khó khăn do điều kiện về hạ tầng và tổ chức giao thông chưa hoàn thiện. Tuyến cao tốc Hà Nội Bắc Giang có 24 điểm mở đấu nối và cao tốc, hệ thống đường gom chưa đảm bảo, không có rào chắn, dẫn đến nhiều mô tô xe máy người đi bộ đi vào đường cao tốc, một số đoạn vẫn cho xe mô tô đi vào cao tốc, nói chung với làn xe ô tô và không có làn dừng khẩn cấp. Ngoài ra trên một số tuyến cao tốc chưa bố trí được trụ sở làm việc, bãi tạm giữ phương tiện, nơi tiếp dân xử lý vi phạm theo quy định, gây khó khăn cho hoạt động của lực lượng làm nhiệm vụ theo đại tá nguyễn quang nhật quá trình thực hiện nhiệm vụ lực lượng cảnh sát giao thông gặp một số khó khăn vướng mắt cụ thể biên chế hiện nay của lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông chỉ đáp ứng được một phần công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc việc bố trí lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ trên các tuyến cao tốc hiện nay còn mỏng phương tiện thiết bị kỹ thuật hỗ trợ công tác còn thiếu chưa đồng bộ chưa phát huy hết hiệu quả chưa kết nối đồng bộ và khai thác tối đa hiệu quả hệ thống dữ liệu phục vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông cơ sở vật chất phương tiện trang thiết bị phục vụ lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ còn hạn chế đa số các tuyến cao tốc không quy hoạch bố trí địa điểm xây dựng trụ sở làm việc nơi ăn nghỉ cho lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ chỉ bố trí trụ sở các đơn vị quản lý đường cao tốc vì vậy không đáp ứng được yêu cầu công tác của cảnh sát giao thông hiện nay Tại một số đoạn trên tuyến cao tốc do Phòng Cảnh sát Giao thông địa phương quản lý, nhất là khu vực đường vành đai ba trên cao từ cầu Thanh Trì đến cầu vượt Mai Dịch Hà Nội, không có vị trí đứng để dừng xe kiểm soát và xử lý các trường hợp vi phạm. Bên cạnh đó, việc bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trên các tuyến đường nối vào các tuyến cao tốc chưa được thực hiện thường xuyên liên tục. Hệ thống camera giám sát giao thông còn ít, chưa được lắp đặt hệ thống camera xử phạt. Đại tá Nhật nhấn mạnh, Do vậy tại một số thời điểm vẫn đề các hành vi vi phạm như xe khách đón trả khách không đúng nơi quy định, xe ô tô đi vào làn khẩn cấp, xe mô tô đi vào đường vành đai 3 trên cao, đi vào đường cao tốc, xe ôm dừng đón trả khách tại các điểm lên xuống ra vào đường vành đai 3 trên cao và các tuyến đường nối vào cao tốc khác. Do tình hình giao thông trên tuyến phức tạp, bộ này kiến nghị triển khai dự án đầu tư công khẩn cấp theo quy định của luật đầu tư công với tổng mức đầu tư khoảng 7.000 tỷ đồng triển khai trong năm 2024 này. Lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải báo cáo điều này tại buổi làm việc với đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội do ông Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn, diễn ra vào sáng ngày 16 tháng 3 tại tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Cao tốc Cam Lộ La Sơn dài hơn 98 km đi qua hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế được đưa vào khai thác vào ngày 1 tháng 1 năm 2023. Giai đoạn 1 chỉ làm hai làn xe không có con lươn ở giữa ngoại trừ một số đoạn vượt làm 4 làn. Từ khi đưa vào sử dụng, cao tốc này bộc lộ nhiều hạn chế, xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, gây bức xúc trong nhân dân và lo lắng cho người tham gia giao thông. Lãnh đạo hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế cho biết, hiện nay cao tốc Cam lộ La Sơn mới có hai làn xe, nhưng cả hai địa phương cơ bản đã giải phóng mặt bằng đủ điều kiện thi công nâng cấp lên 4 làn xe. Cả hai địa phương đề nghị sớm nâng cấp tuyến này lên 4 làn xe. Hiện nay, Bộ Giao thông Vận tải đang giao Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng mở rộng cao tốc đoạn Cam Lộ La Sơn lên 4 làn xe. Ông Nguyễn Danh Huy, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cho biết, do tình hình giao thông trên tuyến phức tạp, Bộ kiến nghị chính phủ cho triển khai dự án đầu tư công khẩn cấp theo quy định của Luật Đầu tư công với tổng mức đầu tư khoảng 7.000 tỷ đồng. Ông Huy nói, nếu được chấp thuận các cơ chế chính sách này, Dự án sẽ khởi công triển khai vào cuối năm 2024 và thi công cơ bản hoàn thành trong năm 2025. Ông Hoàng Đức Thắng, Phó trưởng đoàn chuyên trách, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị cho rằng, hiệu quả khai thác tuyến cao tốc Cam Lộ La Sơn còn hạn chế, bất cập. Bây giờ sửa sai bằng cách nâng cấp mở rộng thì cực kỳ lãng phí và tốn kém. Bởi tất cả các đường ngang, hệ thống cống rãnh thoát nước, biển báo, đường gom dân sinh đã đầu tư hoàn thiện phải phá bỏ làm lại. Kể cả trong quá trình thi công nâng cấp tuyến này cũng rất khó khai thác. Đối với dự án cao tốc Băng Nam, đoạn Vạn Ninh – Cam Lộ đi qua tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị đang triển khai thi công, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải cho biết toàn tuyến đã thi công khoảng 27% khối lượng công việc, một số đoạn đã hoàn thành thảm nhựa. Khó khăn hiện nay là mặt bằng đoạn qua nhà của người dân chưa được bàn giao. Ông Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh xây dựng 9 khu tái định cư để bố trí cho 351 hộ dân bị giải tỏa do ảnh hưởng dự án này. Tỉnh giao các huyện làm chủ đầu tư, quá trình triển khai bị chậm so với tiến độ. Lãnh đạo tỉnh cũng đã nhận trách nhiệm và có biện pháp khắc phục. Hiện nay, tỉnh đã quy hoạch các mỏ đất đắp, nhưng do vướng thủ tục cấp phép nên nhiều mỏ đất chưa đưa vào khai thác, các khu tái định cư thiếu đất san lấp. Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Quảng Trị kiến nghị các bộ ngành trung ương, quốc hội tháo dỡ về cấp phép mỏ đất đắp. Việc cấp mỏ đất đắp hiện nay có cơ chế đặc thù, nhưng quá trình triển khai cũng chỉ khai thác không qua đấu giá. Tuy nhiên, các quy trình cấp phép và khai thác theo quy trình Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn theo luật khoáng sản nên rất vướng. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, Đoàn Giám sát chuyên đề thực hiện nghị quyết số 43 năm 2022 của Quốc hội về tài khóa tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023. Các công trình này đầu tư liên quan đến cơ chế đặc thù nên giám sát để tìm hiểu nguyên nhân và giúp kinh nghiệm. Cao tốc Cam Lộ La Sơn đã đưa vào khai thác nhưng bộc lộ nhiều bất cập, liên tục xảy ra tai nạn giao thông, thiếu các tuyến đường ngang đấu nối nên hiệu quả khai thác không cao. Đây là bài học cho những dự án sau. Đối với dự án cao tốc Vạn Ninh Cam Lộ qua tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị đang triển khai, cần phải đầu tư đồng bộ, đảm bảo tiêu chuẩn để khai thác hiệu quả. Đoạn tuyến này hiện nay chậm tiến độ, cần làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan đơn vị, trách nhiệm nào thuộc bộ ngành, trách nhiệm nào thuộc địa phương, ban quản lý, nhà thầu thi công. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị Bộ Giao thông Vận tải và hai địa phương Quảng Bình và Quảng Trị phối hợp triển khai dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng, tập trung bố trí tái định cư, đảm bảo sinh kế cho người dân. Ông Nguyễn Đức Hải nói hiện nay dự án cao tốc vạn ninh cam lộ chậm tiến độ công tác tái định cư đã có một bước các địa phương phải ưu tiên bố trí đất tái định cư tốt nhất cho dân nhân dân sẽ thấy yên tâm người dân có lựa chọn tốt hơn nơi ở cũ đảm bảo sinh kế lâu dài